chào anh em. Chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thiên Tài Soccer. Và hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho anh em 10 động tác qua người cực kỳ dễ mà ai cũng làm được. Nếu anh em làm những động tác càng rườm rà, càng phức tạp thì cái tỷ lệ làm thành công của anh em sẽ rất là thấp. Còn những động tác dễ thì lại rất là hiệu quả cho anh em. Rồi, không dài dòng nữa, mình sẽ đến với skill đầu tiên, Body Fian. Đây là động tác Body Fian, thì một dạng động tác giả mà Messi thường hay làm. Nhất là đổ trụ bên này, cặn trụ xuống, dồn trung tâm về một hướng thì cầu thủ đối phương sẽ bị hút về phía bên này. Ok, và đồng thời mình đá má ngoài ngược hướng ngược lại. Ok, dễ không? Dễ không? Làm lại thử nha. Hey, hey. Đó. Còn ví dụ như chân ngược lại. Đó. Dễ không? Thì nó có hai chuyển động thôi. Thứ nhất là đổ trung tâm về một hướng, cầu thủ sẽ hút về bên đây, rồi mình đá hướng ngược lại bằng má ngoài. Hoặc thậm chí mình có thể đá má trong. Ok, động tác thứ hai là the fast shot hay gọi là động tác giả sút. Dễ không anh em? Thì động tác này có hai chuyển động ha. Chuyển động nhất là mình giả sút, hậu vệ sẽ lao ra chắn cái hướng mình sút hoặc chắn hướng mình chuyền ha. Nhưng mà đồng thời khi mà hậu vệ họ nghiêng về hướng đó, mình sẽ gặp hướng còn lại. Ok, xem nhé. Đây. Yeah. Ok, thấy dễ không anh em? Đó là động tác the fast shot, chỉ là đẩy bóng một hướng, giả sút và đồng thời gặp hướng còn lại. Ok, động tác thứ ba là động tác stop and run. Đó, động tác stop and run là đang dành cho những cầu thủ và đang đi tốc độ. Đó, đang đi tốc độ đến đây, dừng lại, sau đó đi tiếp. Đang đi tốc độ thế này, dừng lại, đi tiếp. Ok, chỉ là dạng giống như là mình đang nhấn bóng nhanh, xong mình dừng lại, cái hậu vệ họ dừng lại theo. Lúc mà hậu vệ vừa dừng lại, mình tiếp tục mình nhấn theo, hậu vệ sẽ bị lỡ chớn, lỡ đà. Và lúc đó là cơ hội mình vượt qua hậu vệ. Làm lại anh em xem nha. 3, 2, 1. Hey, hey. Rồi, động tác thứ tư, grip stun. Động tác này mình đã hướng dẫn cho anh em ở một video clip rồi, anh em hãy xem trên này nhé. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em luôn. Động tác grip stun là nó cũng có hơi hướng của giống như the fast shot, cũng là giả sút. Nhưng mà thay vì là the fast shot là mình bẻ người qua đây, nhưng mà the grip stun đó sẽ đặt trụ phía trước, che chắn qua bóng lại và dùng lòng đá người phía sau. Thì cái động tác này là mình xoay người 180 độ nha anh em. The fast shot là nhiều khi chỉ có 90 độ thôi, còn the grip stun là 180 độ. Ví dụ như mình đang ở phía này nha, xong mình quay ngược lại. Đấy. Thì động tác này là anh em có thể sử dụng gầm hoặc lòng để gặp người phía sau, tùy vào cái sở thích của anh em. Anh em thích sử dụng gầm hay sử dụng lòng trong trường hợp này đều được. Đấy. Grip stun. Rồi, di chuyển. Đấy. Rồi, động tác tiếp theo là động tác Rondo Chop. Ok, dễ không anh em? Nó chỉ là động tác này là thường Rondo rất thường hay làm và một số cầu thủ khác cũng hay làm. Nó chỉ đơn giản là trái banh đang ở đây và mình nhảy lên, mình đá ngược lại bằng lòng bàn chân, đồng thời chân trụ nhảy phía trước, đồng thời đổi trụ thành chân, vừa đá xong lại thành chân trụ. Ok, làm lần nữa anh em xem nha. 3, 2, 1. Rồi, để làm động tác này thì được hữu dụng trong trận đấu thì anh em là đang đi tốc độ ở biên chẳng hạn. Đó, đồng hậu vệ đối phương sẽ ở theo sát anh em ở bên cạnh, và mình đồng thời mình làm roll chớp, hậu vệ bị tu qua đây, mình đi hướng ngược lại. Ok, làm thử anh em xem nha. 3, 2, 1. Ok. Rồi, tiếp nha. Ok. Rồi, tiếp. Ok, động tác tiếp theo, động tác step over outside. Thì động tác step over outside này thì cũng gần giống lại body fan, động tác đầu tiên. Ok, nó chỉ là đảo vòng qua chân và đổ trụ dồn về hướng hậu vệ, bị dồn hướng này và mình đá mắt ngoài hướng ngược lại. Ok, làm lại cho anh em xem nha. 3, 2, 1. Hey, hey. Và mình làm trả chân phải luôn. Oh. Rồi. Hey. Tiếp tục ha. Và tương tự động tác step over outside thì động tác step over inside nó gần giống với động tác the fast shot, chỉ là giả sút qua đây, đồng thời đặt chân trụ, đổi trụ
đá bắn lại đánh ngược lại. Ok, theo anh em. Hey, hey. Tiếp tục nha. Rồi mình làm chân không đồng. Rồi, dễ không? Hey, hey, hey. Chỉ cần nhá suốt và dòng chân qua bóng, đặt chân trụ, đổi chân trụ và đẩy. Ok, đó động tác step over inside. Động tác tiếp theo là Cresta của Thánh Iniesta. Ok, cực kỳ dễ dàng đúng không nào? Động tác nó chỉ đơn giản là mình hãy đá cho bóng về hướng và hậu vệ họ sẽ lao về cái hướng của mình vừa đóng qua. Ok, đồng thời mình sẽ sử dụng lòng của chân trái. Ở đây mình sử dụng chân trái trước ha. Miết bóng về phía bên phải, sau đó dùng lòng của chân phải đẩy bóng lên, đồng thời đổi trụ. Ok, khi mà hậu vệ lao về một hướng, chúng ta sẽ làm này qua hướng ngược lại. Ok, bấm cơ đây. Nhớ nha, quan trọng là miết giữa hai lòng bàn chân. Miết hai lòng bàn chân, miết giữa hai lòng bàn chân. Đó, miết đẩy lên. Ok, miết đẩy lên. Đó, mình làm cả chân phải. Mình làm cả chân trái cho chân phải luôn. Lên. Ok, tiếp nha. Rồi, tiếp nha. Ok, cực kỳ dễ dàng đúng không nào? Có thể bên phải, có thể đi bên trái. Chân phải này, chân trái này. Đó, chỉ cần miết và đổi trụ. Động tác La Cresta qua người cực kỳ dễ dàng và hiệu quả. Rồi, động tác thứ 9, The V Move. Động tác này rất rất nhiều cầu thủ của San hay làm, chỉ là đá bóng vào hướng này, đạp chân lên bóng, sau đó kéo về hình chữ V và hướng ngược lại. Ồ, mình nhìn đi sắm chết luôn rồi. Trời sắp mưa rồi, nhưng không sao, mình vẫn tiếp tục làm video clip này với anh em. The V Move nha, nhấn bóng lên, đạp lên, hậu vệ lao vào trên chiếc bóng, kéo bóng ngược về, mở body hướng về phía bên này, đẩy qua. Ok, làm lại anh em xem nha. Rồi, làm chân ngược lại luôn. Ok, tiếp tục. Ok, tiếp tục. Ok, động tác cuối cùng, L move. Đưa bóng về một hướng, hậu vệ sẽ lao ra chân chấp, nó sẽ đạp lên quả bóng giống như là V move, là kéo ngược về, bóng sẽ ra phía sau chân phục chân trụ và giữ bóng lại bằng lòng hay bằng gầm tùy vào thói quen của anh em nha. Anh em có thể sử dụng gầm và lòng đều được hết. Sau đó đẩy cái bóng lăn ngược ra hướng chân trụ, đồng thời di chuyển theo. Ok, L move nha. Rồi, lại nữa. Rồi, chân không thuận. Chân thuận. Chân không thuận. Chân thuận. Ok, 10 động tác quá dễ dàng, quá dễ tập đúng không nào? Và sẽ có một người làm thử động tác này, đó là quay phim của mình, anh Long Kaka. Đấy. Đó, nãy giờ anh Long quay mình làm những động tác rồi, chắc là anh Long hiểu được biết cách làm như thế nào rồi. Và để cho mọi người thấy được là động tác này nó dễ và dễ làm như thế nào thì anh Long cũng làm được cho mọi người xem. Ok, rồi, mình làm động tác đầu tiên nha. Body Spin của Messi á. Đó, động tác mình nhá hướng này rồi mình chạy hướng kia. Ok, thử nha, 3, 2, 1, chơi. Ok, cực kỳ dễ dàng đúng không nào? Rồi, động tác thứ hai nha. Động tác The Face Shot nha. Face Shot là đá banh lên phía trước, sau đó mình gặp hướng còn lại, ngược lại. Ok, 3, 2, 1, chơi. Ok, quá dễ dàng, quá dễ dàng. Rồi, động tác tiếp theo, stop and run. Ok, dắt bóng đi, sau đó dừng lại rồi nhấn bóng tiếp, 3, 2, 1, chơi. Ok, quá dễ dàng đúng không? Làm lại nữa nha, 3, 2, 1, chơi. Ok, động tác tiếp theo là Gripson nha. Gripson, nhấn bóng lên, giật ngược ở phía sau. Động tác Gripson, 3, 2, 1, and action. 3, 2, 1, chơi. Ok, dễ đúng không? Ok, nhá sút rõ ra. 3, 2, 1. Ok, rồi, động tác tiếp theo. Động tác Rondo chớp. Ok, Rondo chớp, 3, 2, 1. Ok, quá dễ dàng đúng không? Làm lại nữa nha, Rondo chớp, 3, 2, 1. Ok, đúng rồi, quá dễ dàng. Rồi, động tác tiếp theo, Step over outside. 1, 2, wow, cực kỳ dễ. 1, 2, yeah, quá dễ dàng. Step over outside, lần nữa nha. Ok, rồi, bây giờ động tác
step over luôn, inside. Step over inside. Mình giả xuống hướng này rồi mình đi hướng kia. Ok. Lại lần nữa nha, 3, 2, 1. Đúng rồi. Ok, lần nữa nha, 3, 2, 1. Step over inside. Yeah. Rồi, động tác tiếp theo là La Coresta. La Coresta. 3, 2, 1, La Coresta. Ok, rồi, một lần nữa nha. La Coresta, lần nữa nha. 3, 2, 1, and action. Ok, quá dễ dàng đúng không? Rồi, tiếp theo Vimu, Vimu. Vimu, kéo hình chữ V trên góc, kéo ngược về, kéo lên. Rồi. Tuyệt vời. Ok, lần nữa, Vimu lần nữa nha. 3, 2, 1. Vimu, tiếp theo, lần nữa nha. Chân phải cho anh, chân phải đi. Rồi, chân phải. Ok, rồi, LMU luôn, LMU luôn. 3, 2, 1, LMU. Tuyệt vời. Rồi. Ok, lần nữa, làm với marker nè, làm với marker nè. Hay quá, anh Long ơi. Tuyệt vời. Rồi, tiếp theo, LMU. Yeah, rồi, một lần nữa, ok. Ok, mọi người thấy anh Long hay không? Hay thì like cho anh Long nha. Rồi, trời đã mưa rồi, trời đã mưa rồi. Và mình sẽ chuẩn bị ốp máy tại đây. Nếu anh em thấy anh Long hay thì like cho anh Long nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của Thiên Tài Soccer. Sẽ còn rất là nhiều video clip về bóng đá dành cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.